Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Dương bị dùng ảnh riêng tư đe dọa sự nghiệp vì dám đòi chia tay bạn gái Vương Sự Nhiên. Sau bức lùi của bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian của tôi, Dương Dương đang muốn chấm dứt mối quan hệ với Vương Sự Nhiên để cứu vớt sự nghiệp, nào ngờ bị bạn gái chê chiêu đe dọa. Trên đường đua phim ảnh mùa hè năm nay, Pháo Hoa Nhân Gian của tôi được đánh giá là một tác phẩm thất bại với vô số ý kiến trái chiều. Phim mới của Dương Dương và Vương Sự Nhiên nhận về vô số gạch đá, thậm chí còn bị đánh giá một sao hơn 50% trên Douban. Phim cũng chỉ toàn 3.2 điểm. Có thể nói Pháo Hoa Nhân Gian của tôi là bộ phim đáng thất vọng nhất hè năm 2023. Vài blogger và netizen đã đề nghị Vương Sự Nhiên và Dương Dương đều muốn cứu vớt lại sự nghiệp thì cần phải chia tay càng sớm càng tốt. Vừa qua trang Soho Trung bất ngờ đưa tin nói rằng Dương Dương đã yêu cầu chia tay với Vương Sự Nhiên nhưng cô bạn gái của anh từ chối thẳng thừng, nhào tới lội đèn dọa ngược lại ngôi sao khả thí thiên hạ. Cho biết Dương Dương còn đòi chấm dứt một lần nữa sẽ tương mạnh riêng tư của hai người ra. Dù chưa họ thực tư như thế nào, là sự thật thay do ai đó viện đặt ra để cô view, bản thân Dương Dương và Vương Sự Nhiên cũng không chủ động lên tiếng giải thích. Xong, luận đủ để cư dân mạng sốc ngang, hoang mang không biết phải biểu đạt cảm xúc ra sao trước câu chuyện này. Vương Sự Nhiên trước khi nhìn phốt về nhân cách, thái độ coi thường nhà sản xuất, thích lầm nguyết, còn bị bóc mẽ quá khứ trộm tiền, người diễn viên từng được kỳ vọng sẽ trở thành tiểu hoa thấp đầu lứa 95, được công chúng dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, đánh giá là truyền nhân của Lưu Dược Phi. Ngoài ra cũng theo nhiều nguồn tin, Vương Sự Nhiên có hậu thuẫn vững mạnh, chống lưng, giúp cô giành được không ít tài nguyên hấp dẫn. Có thể nói Thái Lượng Nhân Gian của tôi đã khiến danh tiếng Dương Dương tụt dốc không phanh, từ một trong tứ đại lưu lượng là một trong những ngôi sao mở ra thời kỳ lưu lượng xe buýt, nhưng hiện tại Dương Dương nhận được nhiều đánh giá tiêu cực. Vai diễn tổng diện của Dương Dương bị cho là tự cao tự đại, não yêu đương không có văn hóa. Đặc biệt ánh mắt nhìn bạn gái trong phim lúc nào cũng giống như sắp xảy ra bạo lực gia đình. Bộ phim gắn mác chức nghiệp nhưng cách thể hiện lại không khác gì ngôn tình ba xu. Khán giả chuyện gốc còn vừa nghi vấn đạo nhái. Nhiều khán giả cho rằng nhan sắc đã gánh Dương Dương trong phần lớn sự nghiệp, diễn xuất của Dương Dương chưa từng được đánh giá cao, thậm chí để lại những tình tiết gây cười, gây khó chịu cho người xem. Hơn nữa khả năng chặn kịch bản của nam diễn viên dường như ngày càng kém. Thời gian gần đây anh không có bộ phim nào chất lượng mà chủ yếu giữ fan nhờ nhan sắc. Dù không có scandal nào quá lớn trong sự nghiệp, nhưng việc Dương Dương nhận chân tại chỗ, thậm chí là bị gắn mác kiểu mỡ trong diễn xuất khiến nam diễn viên gặp không ít ảnh hưởng xấu. Cách đây không lâu, Dương Dương và Vương Sự Nhiên bất ngờ tung bằng chứng sống chung nhà. Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh cặp đôi chìm Pháo Hoa Nhân Gian của tôi lần lượt về chung một căn villa nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Vương Sự Nhiên bị ghi lại khoảnh khắc đi làm từ 6 giờ sáng với trang phục đơn giản. Sau vài 4 tiếng, Dương Dương cũng ra ngoài bằng cửa khác rời đi. Với bằng chứng này, cư dân mạng càng thêm chắc chắn việc Dương Dương và Vương Sự Nhiên đang hẹn hò cùng nhau. Trước khi phim lên sóng, cả hai đã bị tung loạt bằng chứng hẹn hò, nhưng vẫn một mực giữ im lặng. Có ý kiến bày tỏ Vương Sự Nhiên hiện tại cũng đang ở tình thế nguy hiểm. Việc yêu đương với Dương Dương có thể giúp cô nàng sao nhiệt, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp diễn xuất. Cái nàng, Tiểu Lưu Dược Phi cần hiện tại là một dự án phim giúp rửa sạch những cái xấu ở Pháo Hoa Nhân Gian của tôi. Được biết hiện tại cô nàng đang trên phim trường Kiều Tàng hợp tác của Mỹ Nam Trường Tương Tư, Trương Vạn Ý. Khán giả đang mong đợi tạo hình chính thức của cặp đôi này trong lần đầu hợp tác đóng chính. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.